Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Trình diễn và kết nối cung cầu công nghệ năm 2016. Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2016. Cấy ghép tử cung từ người hiến tặng đang sống. Hiệu quả từ đổi mới công nghệ thực tế từ ngành chế tạo và nông nghiệp. Tối ngày 9 tháng 11 tại thành phố Thái Nguyên, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức lễ khai mạc trình diễn và kết nối cung cầu công nghệ năm 2016, Tech Demo 2016. Buổi lễ có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, ông Châu Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và đại diện lãnh đạo các sở khoa học và công nghệ trong cả nước. Tech Demo là sự kiện thường niên nhằm mục đích kết nối cung cầu công nghệ giữa các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, phát triển công nghệ, hỗ trợ giải quyết nhu cầu đặt hàng nghiên cứu, phát triển công nghệ từ các tỉnh, thành phố, đồng thời tập trung giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động trong giai đoạn mới để nâng cao năng lực ứng dụng, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp, địa phương. Hoạt động trình diễn kết nối cung cầu công nghệ năm 2016 được tổ chức với chuỗi các nội dung bao gồm trình diễn, giới thiệu công nghệ kết nối cung cầu công nghệ, tư vấn công nghệ, cải tiến quy trình kỹ thuật, tư vấn kết nối tài chính và công nghệ, hội thảo, dụng công nghệ, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế, hội thảo quốc tế kết nối chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp Việt Nam Hàn Quốc năm 2016, diễn đàn quốc tế xúc tiến hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ. Hoạt động trình diễn giới thiệu kết nối cung cầu công nghệ năm 2016 có hơn 400 công nghệ, thiết bị, sản phẩm khoa học và công nghệ phù hợp với khu vực phía Bắc sẵn sàng chuyển giao được trình diễn, giới thiệu tại sự kiện. Trong đó có 70 công nghệ, thiết bị, kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực chế biến thực phẩm, đồ uống, 63 công nghệ, thiết bị, kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, 40 công nghệ, thiết bị, kết quả nghiên cứu thuộc nhóm lĩnh vực môi trường và năng lượng. Tối ngày 19 tháng 11 tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải thưởng Nhân tài đất Việt 2016. Đến dự có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo và lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Là một giải thưởng thường niên được dành để vinh danh những nhân tài của đất nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin, khoa học ứng dụng và y dược. Giải thưởng Nhân tài đất Việt năm nay đã trao giải nhất cho hệ thống sản phẩm công nghệ thông tin ứng dụng trên thiết bị di động, khỉ con tinh nghịch của nhóm tác giả thuộc công ty cổ phần Early Start. Giải nhất công nghệ thông tin hệ thống triển vọng cho nhóm tác giả công ty cổ phần công nghệ chọn lọc thông tin với sản phẩm hệ thống phân tích ngữ nghĩa và quản trị tương tác mạng xã hội SMCC. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đã trao hai giải nhì, hai giải ba, một giải dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp triển vọng, hai giải khuyến khích, giải thưởng khuyến tài, giải thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, giải thưởng trong lĩnh vực y dược cho các tác giả và nhóm tác giả có sản phẩm xuất sắc. Cũng tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2016, TechFest 2016. Ngày hội đã thu hút khoảng 2.000 người tham dự với hơn 100 nhà đầu tư trong nước, quốc tế và hàng trăm doanh nghiệp khởi nghiệp. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến tham dự và phát biểu. Tiếp nối thành công của năm 2015, TechFest 2016 thu hút khoảng 2.000 người tham dự và 100 nhà đầu tư trong nước và quốc tế, 100 doanh nghiệp khởi nghiệp. Sự kiện được kỳ vọng sẽ là cơ hội để thu hút các nguồn đầu tư cho hoạt động khởi nghiệp tại Việt Nam, nhất là khởi nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo. Trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp 2016 đã diễn ra nhiều hoạt động như triển lãm sản phẩm và dịch vụ, kết nối đầu tư, cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp, kết nối nhân lực công nghệ cao, giao lưu doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhiều hoạt động khác hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp năng động, sáng tạo tại Việt Nam. Trong lần tổ chức đầu tiên, TechFest 2015 đã thu hút gần 1.000 người và khoảng 50 nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tham dự hoạt động kết nối giữa nhà đầu tư và các nhà khởi nghiệp. Và ước tính đã có trên 1 triệu đô la Mỹ được đầu tư vào khởi nghiệp và gắn với đổi mới sáng tạo. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn,
Mới đây, 4 phụ nữ Hoa Kỳ đã được cấy ghép tử cung từ những người hiến tặng còn sống tại Trung tâm Y tế Đại học Baylor ở Dallas, Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên quốc gia này tiến hành thành công cả cấy ghép tử cung từ người hiến tặng đang sống. Tất cả 4 phụ nữ này đều bị hội chứng sinh ra không có tử cung và ở độ tuổi từ 20 đến 35 tuổi. Trong 4 ca phẫu thuật, có 3 ca thất bại, buộc bác sĩ phải cắt bỏ tử cung cấy ghép sau khi bộ phận mới không tiếp nhận đủ máu. Chỉ có một phụ nữ không có phản ứng đào thải tạng ghép. Một ca phẫu thuật cấy ghép tử cung như vậy sẽ mất khoảng 5 tiếng để lấy tử cung từ người hiến tặng và 5 tiếng nữa để tiến hành cấy ghép. Bài lò ước tính sẽ mất khoảng 3 tháng để những người được cấy ghép trở lại hoạt động hàng ngày bình thường. Sau phẫu thuật từ 6 đến 12 tháng, nếu mọi việc tốt đẹp, người phụ nữ có thể mang thai bằng cách thụ tinh trong ống nghiệm do buồng trứng của họ không được nối với tử cung cấy ghép. Chi phí của một ca cấy ghép tử cung được ước tính khoảng từ 150.000 đến 500.000 đô la Mỹ. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Texas A&M đã phát triển thành công công nghệ xử lý nước hiệu quả với chi phí hợp lý để đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp, nông nghiệp và hộ gia đình. Loại hóa chất chính được sử dụng trong công nghệ này là sắt hoạt tính, một loại bột sắt kim loại giá rẻ và phổ biến. Công nghệ mới này có khả năng loại bỏ các kim loại nặng và các chất thải độc hại phổ rộng khỏi một số vùng nước thải khó xử lý, bao gồm các kim loại như selen, thủy ngân, thạch tím, chrome, cadmi, vanadi và chì. Nhóm nghiên cứu hiện đang đặt mục tiêu cải tiến hơn nữa công nghệ sắt hoạt tính và mở rộng phạm vi ứng dụng cho nhiều loại chất ô nhiễm và các nguồn nước thải. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn khai thác tính chất hóa học cơ bản này để nâng cao hiểu biết về các cơ chế và động học liên quan đến các tương tác giữa sắt và kim loại, oxy sắt và các chất ô nhiễm. Nhiên liệu sinh học thường được biết đến là lựa chọn thay thế cho nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, việc nhân rộng lĩnh vực sản xuất này sẽ khiến cho các loại nhiên liệu thô nhanh chóng trở nên khan hiếm. Mới đây, các kỹ sư đến từ Phòng Thí nghiệm Quốc gia Tây Bắc Thái Bình Dương thuộc Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã nghiên cứu và tìm ra phương pháp sản xuất 30 triệu thùng dầu thô sinh học mỗi năm từ 28 tỷ lít nước thải thô mà người dân Hoa Kỳ thải ra mỗi ngày. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng kỹ thuật thủy nhiệt hóa lỏng, mô phỏng quá trình địa chất biến chất hữu cơ thời tiền sử thành dầu thô bằng cách phá vỡ cấu trúc của nó thành các hợp chất đơn giản để biến nước thải thành dầu. Sản phẩm cuối cùng có cấu tạo tương tự như dầu thô hóa thạch, bao gồm hỗn hợp oxy và nước, và có thể được tinh chế như dầu thô bằng cách sử dụng những thiết bị tách chiết thông thường. Bên cạnh đó, công nghệ này cũng có thể được áp dụng với các chất thải nông nghiệp cũng như nguyên vật liệu có độ ẩm cao. Trong đó, chất lỏng có thể được chuyển hóa thành nhiên liệu và các loại chất hữu cơ hữu ích thông qua việc sử dụng chất xúc tác và dư lượng chất rắn còn sót lại, có chứa phốt phò và các chất dinh dưỡng khác sử dụng trong phân bón. Vừa rồi là những thông tin khoa học và công nghệ trong và ngoài nước. Ngay bây giờ là những thông tin hết sức thú vị trong lĩnh vực chế tạo máy nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, cùng với sự tăng trưởng của sản xuất nông nghiệp, nhiều loại máy móc thiết bị đã được đưa vào sử dụng để thay thế lao động thủ công và giảm tổn thất trong quá trình canh tác. Bên cạnh đó, việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp còn giúp giảm chi phí đầu vào, tăng chất lượng sản phẩm và góp phần tăng lợi nhuận. Là một trong những doanh nghiệp nhạy bén trong nắm bắt xu hướng phát triển mới, với sự nỗ lực vươn lên, tìm tòi sáng tạo của đội ngũ cán bộ, tập thể người lao động, Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang đã chủ động trong việc đa dạng hóa các sản phẩm, từ chế tạo máy phục vụ công đoạn thu hoạch cho đến các máy móc phục vụ chế biến, bảo quản nông sản. Thành lập năm 1976, sau 40 năm trưởng thành và phát triển, Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang đã trở thành biểu tượng cơ khí hàng đầu của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Công ty luôn lấy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thank you.
every single day.